Hôm nay ngày 9 tháng 9, truyền thông tin mừng cho người nghèo. Mời quý vị và các bạn lắng nghe Cuộc đời và phúc tử đạo của Thánh Francois Zacca Phan trong năm Thánh mừng kính 117 Thánh tử đạo Việt Nam. Thánh Francois Zacca Phan, linh mục hội thừa sai Paris, sinh năm 1799, tử đạo ngày 21 tháng 9 năm 1838. Một thời gian ngắn, con không phải chịu đau khổ nữa. Con ước ao chết vì đạo thánh ở đất nước này. Xin mẹ cầu nguyện cùng Chúa cho con sớm mãn nguyện. Thánh Francois Zacca Phan chào đời ngày 6 tháng 9 năm 1799 tại làng Onion thuộc miền Savoie, nước Pháp, trong một gia đình sùng đạo. Cho dầu sống giữa thời kỳ cách mạng Pháp năm 1789, nhưng song thân chuyên tâm cho con cái được nền giáo dục Kitô giáo. Cậu Zacca dịu dàng, hiền hậu, nhưng gặp nhiều chướng ngại trên đường học vấn do chậm trí khôn, thiếu trí nhớ. Sau khi theo học trường làng, rồi vào chủng viện, nhưng không thành công, cậu chấp nhận trở về gia đình sống đời nông dân. Một ngày kia, gặp được các bạn đồng môn và được họ khuyến khích, cậu Zacca trình bày với song thân và xin trở lại chủng viện Melan, rồi lên đại chủng viện Champéry và xin gia nhập hội thừa sai Paris. Sau khi được thụ phong linh mục, cha tình nguyện lên đường truyền giáo. Ngày 10 tháng 7 năm 1823, cha xuống tàu đến Ấn Độ hơn một năm, sau đó tiếp tục đi Ma Cao, rồi qua ngã Lạch Đáy vào miền Bắc. Ngày 5 tháng 1 năm 1826, cha Zacca đến nhà chung giáo phận Đàn Trong học tiếng Việt, lấy tên Việt là Zacca Phan và được bổ nhiệm làm mục vụ tại họ đạo Nhu Lý và Phủ Cam, kiêm nhiệm chủng viện An Ninh. Tuy vua Minh Mạng đã ra sắc chỉ cấm đạo, nhưng vua vẫn quy tụ các giáo sĩ thừa sai về kinh đô Huế để giúp triều đình dịch các tài liệu và bản đồ bằng ngoại ngữ sang tiếng Việt. Hậu ý là cầm chân các thừa sai tại Huế để ngăn việc truyền giáo. Bị tố cáo giảng đạo bất hợp pháp, cha Zacca Phan bị cầm giữ, giải ra công đường huyện Hương Trà, rồi đến phủ thừa thiên, kèm thêm lệnh giao nộp áo lễ, đồ đạo, sách lễ và ảnh tượng. Bản án xử tử đầu tiên của linh mục Zacca Phan được đổi sang xử tử giam hậu, có nghĩa là cứ giam đã sau mới xử. Trên thực tế, vua đòi ngài vào sống trong cung để làm thông dịch viên. Thời gian này năm 1832, năm 1833, nhiều lần ngài diện kiến vua Minh Mạng. Chiều theo ý mẫu hậu, vua Minh Mạng đổi án tử của ngài thành án lưu đày chung thân tại đèo Lao Bảo gần biên giới Lào. Năm 1835, vua Minh Mạng ra lệnh triệu hồi linh mục Zacca Phan về Cam Lộ tiếp tục công việc phiên dịch và dạy tiếng Pháp. Trong thư gửi về cho song thân, ngài viết: biệt xa mẹ đến nay đã 15 năm, đã biết bao khổ cực đè nặng trên vai con hầu như quá sức của loài người. Tuy nhiên, con vẫn giữ trọn niềm tin. Trong một thời gian ngắn, con không còn phải chịu đau khổ nữa. Con ước ao chết vì đạo thánh ở đất nước này. Xin mẹ cùng cầu nguyện cùng Chúa cho con sớm được mãn nguyện. Mùa xuân năm 1838, linh mục Kendo Kim bạo gan mở chủng viện Di Loan và An Ninh gần Cam Lộ. Được mật báo, nhà vua hạ lệnh cho quan về điều tra tại địa phương nhưng không tìm được dấu vết liên lạc giữa linh mục Zacca Phan và chủng viện. Chủng viện An Ninh gần Di Loan bị triệt hạ. Cha giám đốc Kendo Kim chạy thoát vào núi. Vua liền trút cơn thịnh nộ lên cha Phan là kẻ thông đồng. Ngày 17 tháng 3 năm 1838, cha bị áp giải về quản trị. Quan sát, thẩm vấn, tại sao ông gửi những sách vở đến Di Loan? Cha Zacca Phan điềm tĩnh trả lời: vì tôi là linh mục, nghĩa vụ của tôi là dạy họ đọc các sách nói về đạo, tôi không thể đốt sách đó. Quan sát, quan giám sát tỏ vẻ hằng học, cho lính canh đánh cha Zacca Phan 40 roi và truyền lệnh phơi nắng cho đến chiều tà và phải chịu nhiều cực hình.
Khi Lết về được đến nhà tù, thấy chủng sinh Trần Văn Thiện, Cha Phan thì thào: "Dù sao đi nữa, chúng ta cũng phải trung kiên cho đến cùng." Cuối cùng bản án triều đình cũng về đến tỉnh Quảng Trị. Cha ước nguyện được gặp một linh mục để lãnh nhận bí tích hòa giải, nhưng sợ trước khi thi hành án sẽ có vòng vây kiểm soát nghiêm ngặt, chắc sẽ khó gặp được linh mục. Thế nên khi cha An từ Huế ra, giáo dân đã nhắn tin: "Trên đường ra pháp trường, đoàn quan quân và hai tử tội sẽ dừng chân tại quán nước bên đường." Khi linh mục Sắc Ca Phan và chủng sinh Thiện cúi đầu đấm ngực ba lần, thì xin cha già An giơ tay giải tội từ xa cho các ngài. Sáng ngày 21 tháng 9 năm 1838, tại pháp trường Nhan Biều, cha Sắc Ca Phan và chủng sinh Thiện bị xử giảo. Theo lệnh quan, thi hài hai vị được quấn vào chiếu và an táng bên bờ sông. Bà mẹ của cha Phan hay tin đã reo lên: "Thật là tin vui, gia đình ta đã có một vị tử đạo. Xin chúc tụng Chúa. Tôi đã sợ sẽ buồn khổ biết bao nếu con tôi bị khuất phục trước gian khổ và cực hình." Năm 1847, hài cốt hai vị được cải táng đưa về tôn kính tại nguyện đường Hội Thừa Sai Paris. Cha Francois Sắc Ca Phan được nâng lên hàng chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988.